Nhiều nghệ sĩ bức xúc đau xót trước câu chuyện của Thủy Tiên. Chuyện ca sĩ Thủy Tiên từng bị bạo hành, xâm hại tình dục nhiều lần năm 10 tuổi đã khiến nhiều nghệ sĩ vừa sốc, vừa bức xúc và vừa xót xa cho cô. Trong một buổi nói chuyện tại chùa Hằng Pháp, ca sĩ Thủy Tiên thẳng thắn chia sẻ toàn bộ những năm tháng tuổi thơ cơ cực mà cô đã giấu kín. Cha mất sớm, mẹ bệnh tật triền miên, họ hàng nội ngoại hai bên hắc hủi nên tuổi thơ của Thủy Tiên vô cùng cay đắng. Cô từng phải ngủ dưới mái hiên của chùa vì không có chỗ ở, từng được gửi cho bảo mẫu nuôi nhưng suốt ngày bị bạo hành và làm việc như ô xin. Không những thế, sống trong căn nhà như địa ngục ấy, Thủy Tiên còn bị người con trai nuôi của chủ nhà nhiều lần xâm hại tình dục. Năm đó Thủy Tiên mới 10 tuổi. Khi biết câu chuyện cay đắng của Thủy Tiên, rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng. Thu Trang, Thủy Tiên phải có ý chí kiên cường lắm. Nghe chuyện của Thủy Tiên, tôi rất sốc. Người nghệ sĩ thường có những hoàn cảnh đặc biệt. Đại đa số tuổi thơ đều nghèo khổ, bản thân tôi cũng vậy nhưng không lâm vào cảnh cùng cực như Thủy Tiên. Còn quá nhỏ mà Thủy Tiên đã gặp chuyện kinh khủng ấy. Cô ấy phải có một ý chí kiên cường lắm mới vượt qua được chuyện này. Việc Thủy Tiên công khai chia sẻ trên báo hẳn là có lý do của cô ấy. Cá nhân tôi nghĩ giờ cô ấy chẳng còn gì để sợ nữa và rất có thể Thủy Tiên muốn mọi người đề phòng và hãy tin tưởng những gì con mình nói. Như chuyện của Thủy Tiên, cô ấy kể cho mẹ nghe, nhưng bà ấy cũng không tin. Có nhiều phụ huynh cũng vậy, có lẽ Thủy Tiên nói ra để cảnh tỉnh một số người hãy biết quan tâm hơn tới con mình, không chỉ phòng người ngoài mà phải đề phòng cả những người trong gia đình. Thu Trang rất sốc khi nghe chuyện này, cô nói Thủy Tiên phải có nghị lực kiên cường lắm mới vượt qua được nỗi ám ảnh ấy. Nghệ sĩ Xuân Hương, phụ nữ sinh ra để chịu nhiều đau khổ. Tôi thấy kinh tởm những con người gây ra tội ác và rất tội nghiệp nạn nhân trong chuyện như Thủy Tiên. Tôi thấy những ai sinh ra làm phụ nữ chỉ để chịu nhiều đau khổ mà thôi. Trong câu chuyện của Thủy Tiên, cô ấy đi qua được là quá dũng cảm. Còn Công Vinh cũng là một người hiểu biết và rộng lượng thì mới chấp nhận được quá khứ bất hạnh và khủng khiếp đó của vợ mình. Nghệ sĩ Xuân Hương nghĩ chồng Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh là người hiểu biết rộng. Khi nữ ca sĩ có quá khứ đau đớn như vậy, nghệ sĩ Phi Phụng, phục Thủy Tiên vì dám nói ra điều ai cũng muốn che giấu. Tôi nghĩ Thủy Tiên rất can đảm khi chia sẻ nỗi đau của mình. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, dám nói thật chuyện đời của mình trước công chúng. Bình thường, những chuyện như vậy ai cũng muốn che giấu, bởi vì khơi lại cũng không hay ho gì. Thủy Tiên đã vượt lên số phận để trở thành người nổi tiếng. Để là Thủy Tiên ngày hôm nay, Thủy Tiên làm được vậy tôi rất nể phục. Cứ thử hình dung mà xem, con nít như một thiên thần mà bảo mẫu đánh đập tra tấn. Tại sao vậy? Có lý do gì thì cũng không nên như vậy. Huống chi, bảo mẫu nuôi trẻ để lấy tiền của cha mẹ người ta, nỡ lòng nào đánh con người ta như kẻ thù. Còn nạn ấu dâm ngày càng nhiều, biết những chuyện như thế này tôi rất bức xúc. Pháp luật phải có hình phạt thật nghiêm để răn đe những kẻ ác đó, để họ không dám làm bậy nữa. Chỉ những kẻ không còn nhân tính mới làm tổn hại đến trẻ thơ. Nếu để con nít bị xâm hại, nó sẽ ám ảnh cả đời. Tuổi thơ của nó sẽ như thế nào? Tự kỷ, sợ sệt, thậm chí thù hận cuộc đời này. Đâu phải ai cũng có thể nghĩ lạc quan như Thủy Tiên khi nhìn lại quá khứ và tha thứ cho kẻ bạo hành mình. Nghệ sĩ Phi Phụng bày tỏ nỗi thương xót bất hạnh của Thủy Tiên và rất nể phục sự can đảm của nữ ca sĩ này. Cận cảnh cuộc sống giàu sang và cách sống khác lạ của Thủy Tiên. Thủy Tiên thích trồng rau, nấu ăn tại căn biệt thự triệu đô. Thậm chí cô còn không ngại sử dụng trang phục đã mặc 3-4 năm để đi diễn và đi sự kiện. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Thủy Tiên đã có được vị trí nhất định trong làng giải trí. Không chỉ có sự nghiệp vững chắc, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng còn đang có một gia đình êm ấm và sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ao ước. Song đằng sau sự giàu có thường thấy, Thủy Tiên lại có cách sống khá văn minh và tiết kiệm. Trồng rau sạch, tự nấu ăn tại căn biệt thự triệu đô. Bắt đầu từ năm 2014, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên dọn về sống tại căn biệt thự triệu đô ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi này được hai vợ chồng dành dụm tích góp nhiều năm để xây dựng. Ngoài diện tích 300m² với 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, không gian bếp rộng rãi và nhiều phòng tiện ích như phòng karaoke, gym, căn biệt thự còn được thiết kế theo phong cách hiện đại và có đầy đủ những nội thất sang trọng thiết yếu. Đằng sau chỗ đi về lý tưởng của cặp đôi vàng showbiz Việt, rất ít ai biết rằng Thủy Tiên và ông xã đã để hẳn một phần diện tích khá lớn để chỉ trồng rau củ quả sạch. Với quan điểm
Dù cho bạn có tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực đến đâu, nếu không có sức khỏe thì tất cả chỉ là con số 0 khi bạn nằm trên giường bệnh. Thường ngày Thủy Tiên rất thích vào bếp để tự nấu ăn cho con gái đầu lòng là bé Gạo mang đi học ăn và quây quần cùng con Vinh trong bữa cơm ấm cúng. Và hầu hết những ngày không bận rộn công việc, Thủy Tiên và con Vinh đều cùng nhau chăm sóc vườn rau riêng. Đây là thói quen hiếm có đôi vợ chồng trẻ nào trong làng giải trí có thể duy trì được như Thủy Tiên và con Vinh. Cùng với không gian sang chảnh, Thủy Tiên và ông xã để lại một phần diện tích khá lớn để trồng rau sạch. Những ngày không bận rộn, Thủy Tiên thường vào bếp để nấu ăn cho gia đình. Trang phục được mặc đi mặc lại nhiều năm. Song song với căn biệt thự triệu đô, Thủy Tiên còn sở hữu xế hộp tiền tỷ, bộ sưu tập trang sức xa xỉ và rất nhiều món hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, trái ngược với sự giàu có thường thấy, trang phục đi diễn của Thủy Tiên lại thường xuyên được nữ ca sĩ mặc đi mặc lại nhiều năm. Thông thường, những bộ cánh Thủy Tiên mặc đi hát, đi sự kiện đều được đặt may riêng theo sở thích. Hầu hết các mẫu váy đầm được thiết kế theo phong cách trẻ trung hiện đại để nữ ca sĩ có thể khoe vóc dáng quyến rũ của bản thân. Nếu là fan ruột và tinh ý, không khó nhận ra Thủy Tiên từng tái sử dụng nhiều trang phục mặc cách đây 2-3 năm. Để không bị chê cũ kỹ nhạt nhòa, nữ ca sĩ vừa tròn 32 tuổi luôn khôn khéo. Khi kết hợp váy áo với loạt phụ kiện mới hay kiểu tóc, mốt trang điểm được thay đổi liên tục. Bộ đồ Thủy Tiên mặc năm 2012 được cô biến tấu để đi dự sự kiện năm 2015. Nữ ca sĩ giấc mơ tuyết trắng khéo léo kết hợp phụ kiện để tái sử dụng chiếc đầm trắng đã mặc 2 năm. Việc thường xuyên mặc lại đồ cũ để đi diễn, đi sự kiện trở thành thói quen đặc biệt của Thủy Tiên. Và đây là một vài minh chứng cho tài mít đồ của nữ ca sĩ 32 tuổi. Bị hai bên họ hàng hắt hủi, mối quan hệ giữa Thủy Tiên và người thân giờ ra sao? Nhiều người tò mò không biết Thủy Tiên và mẹ đã vượt qua nỗi đau, bị cả hai bên họ hàng hắt hủi bằng cách nào? Cha mất sớm, mẹ bệnh tật triền miên, hai bên họ hàng nội ngoại hắt hủi nên tuổi thơ của Thủy Tiên vô cùng cay đắng. Ông bà nội lạnh nhạt với mẹ con cô bởi bố cô bị cái bệnh mà người ta gây sợ. Ông bà ngoại hắt hủi, mắng cô là đứa trẻ không cha, ương bướng, lì lợm. Thủy Tiên khi đó cảm nhận rõ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc loài trong đại gia đình. Cô từng phải ngủ dưới mái hiên chùa vì không có chỗ ở, từng được gửi cho bảo mẫu nuôi nhưng suốt ngày bị bạo hành, làm việc như ô xin và bị xâm hại tình dục nhiều lần. Khi biết được quá khứ đầy nước mắt của Thủy Tiên, nhiều người khâm phục sự mạnh mẽ của cô. Bên cạnh những lời động viên, có fan cũng tò mò hai mẹ con Thủy Tiên vượt qua nỗi đau trong quá khứ như thế nào, trong đó có chuyện bị hai bên họ hàng hắt hủi. Đáp lại, Thủy Tiên viết, chắc là do nghiệp của chị, kiếp nào đó đã sống không tốt nên mới như thế, chứ chẳng phải nội ngoại không tốt em à. Nội chị ngày cưới còn trốn viện về thăm chị sau 20 năm không gặp. Lúc ấy chị khóc nhiều, chắc vì chị đã trở hết ác nghiệp nên giờ mọi chuyện lại tốt đẹp em à. Qua chia sẻ này có thể thấy được tấm lòng bao dung của nữ ca sĩ. Cô không hề trách móc khi bị họ hàng quay lưng. Hơn nữa, việc được ông nội tặng quà trước ngày cưới đã hóa giải mọi nỗi đau trước đây trong lòng Thủy Tiên và khiến cô vô cùng xúc động. Nữ ca sĩ xem đây là món hồi môn quý giá mà cô sẽ giữ gìn cẩn thận đến suốt cuộc đời. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng hé lộ mối quan hệ giữa cô và họ hàng giờ lại tốt đẹp. Sau tất cả, Thủy Tiên đã hiểu được giá trị của yêu thương và những tháng ngày hạnh phúc. Nhân duyên là thế, khi buông bỏ được gánh nặng thì chẳng chuyện gì là còn quan trọng cả. Đã trải qua tận cùng của sự ghét bỏ thì mới thấu hiểu được giá trị của yêu thương. Nếu không có khổ đau thì chắc chắn là người ta không thể nào thấu hiểu được giá trị của những tháng ngày hạnh phúc. Trải qua nhiều yêu ghét rồi mới có đủ sự an nhiên trong nụ cười khi đối diện với bao thị phi được. Đã dám bước qua ranh giới của sự tha thứ rồi thì cuộc đời này có gì mà quan trọng nữa. Cảm ơn những bất hạnh đã đến trong cuộc đời này để mình có thể mạnh mẽ vượt qua. Giằng co nhất quyết không để Trấn Thành giật khẩu trang, hóa ra mặt mộc Harry Won lúc đi xem phim đêm trông như thế này. Clip livestream khi đi xem phim đêm của vợ chồng Harry Won Trấn Thành thu hút tới 1,2 triệu view. Lùm xùm cấm diễn tạm lắng, Trấn Thành vui vẻ khoe giây phút đi xem phim đêm cùng Harry Won trên fanpage gần 11 triệu người theo dõi. MC đắc xô nhất Việt Nam ngồi trêu đùa bà xã và tâm sự. Lâu lâu hai vợ chồng livestream giao lưu cùng khán giả cho vui. Sau màn đánh yêu nhau, Trấn Thành còn gọi vợ là người phụ nữ dữ dằn, người phụ nữ thường xuyên đánh đập anh. Bị chồng dục tháo khẩu trang, Harry Won nhất quyết không chịu nghe lời và giằng co mạnh mẽ. Có lẽ nữ ca sĩ cảm thấy kém thoải mái khi bất ngờ phải khoe gương mặt mộc của mình.
Tuy nhiên, cuối cùng người đẹp vẫn bị ông xã ép phải ra mặt, khiến cô phụng phịu, hờn dỗi đôi chút. Sau đó, giọng ca anh cứ đi đi, không còn ngần ngại và tiếp tục ngồi trò chuyện cùng chồng. Rõ ràng mặt mộc của Harry Won vô cùng xinh đẹp, ngay cả khi không nhờ vả son phấn. Trấn Thành đánh yêu vợ, khơi mào cuộc chiến. Biểu cảm ngạc nhiên của Harry Won khi bị chồng lia camera cận mặt trong lúc livestream mà không báo trước. Harry Won có ý định ngồi giao lưu cùng khán giả với chiếc khẩu trang trên mặt. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị chồng lột sạch, Trấn Thành còn nhắc vợ trục bớt cặp giò khỏi màn hình. Cả hai đều đeo khẩu trang kín mít vì mặt mũi kém sắc. Nam MC tự nhận mình đẹp trai. Người đẹp khẳng định cô không trang điểm nhưng vẫn bị chồng dọa lột phấn. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện nhí nhố và chọc ghẹo nhau vô cùng hạnh phúc.